mỗi trải nghiệm đều là cơ hội, mang đến nguồn cảm hứng mới, đưa tôi theo đuổi đam mê bất tận, khám phá những khía cạnh khác của bản thân, vượt qua mọi thách thức và chinh phục những mục tiêu phía trước. Kia Seltos, khởi đầu xu hướng mới. Kia, movement that inspires. Cây nóng quá! Nóng trong người! SOS! Uống ngay trà Dr. Thanh, giữ lại 9 loại thảo mộc tự nhiên, giúp thanh lọc cơ thể. Tươi mát mỗi ngày, luôn tươi mát mà không lo nóng trong người. Trà thanh nhiệt Dr. Thanh, thanh lọc cơ thể, tươi mát mỗi ngày. Này, em là vận động viên cầu lông đó, để xem thế nào. Đổ mồ hôi, cơ thể mất nước và khoáng, bạn đuối sức, hãy uống Active Hương Chanh Muối, bù nước bù khoáng, phục hồi sức mạnh. Ông ơi, vô thay. Number One Active Hương Chanh Muối, bù nước bù khoáng, phục hồi sức mạnh. Làm phép thì là ảo tưởng. Có một con đường mang tên là tình yêu. Khi tôi bước một mình đến những nỗi cô đơn, đêm trong từng làn gió thoảng, đêm trong từng hạt mưa bay, đêm thay từ tia nắng sớm mai, đến khi ngàn ánh sao rơi trong. Mờ con lột mẹ nó.
Có lẽ là cũng phải lâu lắm rồi thì Tuấn mới thực sự là được một. Dire's courier has been killed. Failure is just another kind of success. The wrong kind. Stand. Take some blood. Now we're cooking. Mẹ nó Dota nó. Đánh bịt mẹ chứ ngôn chửi đó. All right, all right. Where are
going, I'm going. Your heels. Come on, boss. Đau vãi lồn ấy, đéo gì. Oh, I didn't. Got a fresh batch on the way. Okay. That stuff stinks. Hey, you're making me spill. What the fuck? I don't blame you. It's my support, man. The wording, bro. The wording. Tiptoe now. Hey, you're shaking my brew. Watch your step. That away. Not good.
We got something special for you. Pass it in the hole. Gotta get rid of it. Attack! Dire instructions are fortified. Stop. Go! I'm going. Your middle tower is under attack. Something special for you. Watch your heels. Don't make me go there. Your bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. You're losing weight, boss? Sounds like a plan. Bro, don't farm my creeps. Why the fuck I wear the creeps and you come bottom, you farm. Wow, man. Candy for my baby. Okay, whatever. Just don't blame me when we lose. That's fine. I'm fine when we lose. Yes. Killing spree. Look, I got low. Pour it on. My poon grip, low, yeah. Shake it. This lead up your armor. We're under your attack. Radiant's courier has been killed. Here we come! Not even a contest.
Your middle tower is under attack. Radiant structures are fortified. Mixing it up. I don't want water, man. Your middle tower is under attack. Your middle tower is under attack. Decanting! Knives out! Toxic spill! Don't hold back! You're the boss. Watch where you're going! Not going. You heard him. What do you call him? Is under attack. Hey, you're making me spill. Your middle tower has fallen. Not go there. Yeah. Your middle tower is under attack. Tiptoe now. You're shaking my brew. Radiant's courier has been killed. Can you stop pinging, man? You know the support is best at landing, but in landing you cannot do shit. What the fuck you do for the rest of the game? I heard you. Don't make me go there. Easy now. This stuff is exploding. Stir it! Acid in the hole!
Tại người ai ở lại đó. Farm nhanh vãi lồn, đồng đội nó là bốn sang ra chắc nó hơn mấy thằng hạ đẳng lít kìa rồi. Nó hạ đẳng lít kìa kìa người ta đi land, nó biết đi land đáng đéo gì. Yes. Đáng đéo gì rồi. Hey, you're making me spill. That's the burn. Your bottom tower is under attack. Sing it up. Yep. Inventory. Decanting. Cắm quất ở đây 10 năm
tao mở map bùi đâu. Dire's structures are fortified. Your bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. Bro, can you do something? Go with teammate and help them? Why are you stand top, man? Maybe I should find some more stable army. I'm stacking you the fucking cancer. You're the boss. Bro. Gotta get my cut. You got it. Your middle tower is under attack. Was supposed to farm their fucking. Your bottom tower is under attack. Yep. Your bottom tower has fallen. All right already. Don't make me cry. Little friend wants a word with you. Yes. Decanting. Yeah, yes. I'm not ready. Let's go. I'm going. Got a fresh batch on the way. Sounds like a plan. Incoming. You drive for a while. You're the boss. Get him! Easy now! This stuff is explosive! Shake it! That stuff burns! Stop!
now take your choice. The enemy's middle tower has fallen. Roshan has fallen to the dying. Kill those insects! Come! Yes! Not going. Only 98% sure? Watch your step! What are you buying? Radiant structures are fortified. Tiptoe now. You're shaking my brew. Unstoppable. Watch where you're going. Your bottom tower has fallen. Radiant structures are fortified. This stuff really works. Your bottom barracks are under attack. Put cocktails in five. Sing it up. Not go there. Down the hatch. Yep. Whatever you say. Now you're shaking my brew. Yeah, passing him a hole. Yeah. Hey, go top. I'm coming. Over there. A smoke. No need. Yes. Just go. Howdy. Stir it up. Decanting. Candy book. Go, go, go. I'm going. You're gonna push me. Sounds like a plan. Watch where you're going. Bro! You too.
Where is my team, man? Ngoài nóc tun bay vào bling. We fight. Top. Yes. Go fire, go fire, go fire. Go, 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 yeah, go. Slow, SK, come. Come be smoke, come. One way to work out the impurities. Oh my god, you guys so slow. Hold your nose. Why is always with me? Open the fucking class. Oh, you want me to open the fucking fight? I'm coming up, let's go, let's go. Alright already. Just die! We have fucking vision, we have everything. Yeah, but Sand King went in base. Your top tower is under attack. Your top tower has fallen. Okay, whatever, fuck it, I don't know. Okie dokie! One for me! Hey, you're making me spill! Okay! Watch your head! Go, go, go! Nếu hiểu Blink Stun thì chết con mẹ mày rồi.
làm đồ cặp chán vậy. Yep. You can't, bro. AM is farming like. Let's go. Sounds like a plan. Pour it on. I don't want to walk in that. Yes. Your middle tower is under attack. I go def, I'll def. Oh my god. Thank god we got a play. That's a buyback, maybe better rush. I think it's up. No, force them buyback. Oh, we should end game. You see why? Better rush. Bro. Còn mẹ Dota gì đây? Let me, bro. Let me, you fucking idiot. Roshan has fallen to the dark. You scout, Elsie, you can kill it. Stir it up! Hey, Nick! Wanna fight? Wanna smoke? Elsie here! Come on, boss! Yeah! Easy now! This stuff is explosive! Bố nhà mày nó bố nó biết à? Watch where your toxic spill. What can I do? Radiant structures are fortified. What the fuck, AM? What the fuck? What the fuck? Your middle tower has fallen. Your middle barracks has fallen. The enemy's top tower has your fallen. Middle barracks has fallen. Your middle tower has fallen. Honor
Your middle tower has fallen. Your ancient is under attack. Dire victory. Chân vùng đầu cái đầu bùi. Mẹ vào combat chưa làm cái địt thì chết mẹ em rồi. Game đi len thì đéo làm một cái đầu bùi gì. Mấy con ăn che mạnh thật. Mà cũng đeo gánh nổi mấy thằng này. Đi mẹ thề. Sẽ là một lần nữa, Indonesia có được quyền vào side và chiếm được khu vực bom side B. Họ đặt được spy. Và để chơi retake được với đội hình bên phía của Indonesia, Singapore cần có những sự tỏa sáng cá nhân. Divi bắt được anh chàng Divider, đó chính là Gemma rồi. Một cái cầm chân, một cái lõi cầm chân được phía tấn công đang được sử dụng tại khu vực cone. Bắn rất lối tới từ Frey. Styron chỉ kịp đổi được một mạng thôi, nhưng sau đó trên kiểu viết chúng ta thấy được Indonesia họ có tới liên tục là hai điểm kill cho riêng mình. Divi xuất hiện ở phía sau lưng, một tình huống bắn một được hai dành cho cái tên Divi, và tổng cộng là triple kill thuộc về anh chàng này. Vera vẫn hoàn toàn đang chờ được sự xuất hiện của Delby, đã nghe được động tĩnh của anh chàng Delby rồi. Và đó là điểm kill dành cho Vera. Chiến thắng thứ 3 đến với các thành viên bên phía của Singapore với một pha tỏa sáng của tuyển thủ Divi, người đã có một tình huống đi móc ở phía sau lưng và làm 3 một cái key round quan trọng, và cũng là một cái key moment khi anh chàng này bắt được vị trí của Seiyo trong trạng thái Viper đã kích hoạt cho mình cái hang sả. Khi mọi thứ vẫn còn rất 50-50 thì lại có một nhân tố tỏa sáng, và bên phía đội tuyển quốc gia Singapore không cho đối phương kéo giãn quá rộng khoảng cách giữa hai bên. Thời điểm hiện tại thì cơ hội để có thể rút ngắn tỷ số cũng như là đưa về cái ơi, Dota của mấy cái thằng này chơi gì? Vẫn còn đang còn nguyên sáng cho đội tuyển quốc gia Singapore. Họ có quyền tự quyết trong tay. Trong khi đó thì tình huống timeout đầu tiên đã được sử dụng đến từ đội tuyển quốc gia Indonesia. Họ đang có chiêu cuối trong tay anh chàng Moria, thủy nộ của bài Harbor. Trong khi đó thì với bên phía đội hình Singapore, họ cũng có hai chiêu cuối cực kỳ mạnh. I am honored. What's that you say? Yes. I'll ride ahead. I'm not ready. Chakra! Now, where was I? By your leave. Shine! Oh. A leading light. Get some! Làm 10k cho hai người ăn đi anh. Ok, đã món 10k thì phải ăn với cơm nhá. Tôi nghèo, bạn cũng thế.